Mấy ngày vừa qua, vụ lùng xùm gái xinh hỏi mua mèo bị cà kịp đã khiến dân tình bàn tán không ngớt. Sự việc giống như một cú nổ lớn trên khi chỉ 5 giờ sau khi đăng tải đã chiếm được 59k share cùng với 40k lượt thả Anri. Dân mạng mặc sức tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhiều phần đều bênh vực cô gái. Họ cho rằng anh chàng đang bộc lộ thái độ hậm hĩnh, coi tầm thường người khác. Được biết, nam chính trong câu chuyện này là một chàng trai có tài khoản Facebook tên Robert Chen. Tuy nhiên, sau khi bị số đông mạng tấn công, tài khoản này đã bị khóa, thay vào đó là chục cái tên giả mạo khiến dân tình như lạc vào mê cung Robert Chen. Mới đây, sau khi đợi sự phản đối của dân tình phần nào lắng xuống, anh chàng đã đăng một đoạn clip ngắn trên trang YouTube cá nhân để giải bày vụ việc. Theo đó, dù từng bị dân mạng chỉ trích thái độ hậm hĩnh nhưng Robert Chen vẫn giữ vững luận điểm câu hỏi của bạn gái dành cho mình là vô duyên. Bạn nữ hỏi câu quá là vô duyên. Khi tôi và bạn ấy không quen biết nhau mà bạn ấy hỏi câu khá là riêng tư như vậy. Tôi không tấn công giá bước bạn ấy hỏi thiếu chủ ngữ hay dị ngữ nhưng tôi tấn công giá bước bạn ấy đặt câu hỏi sai người, sai nhận thức về mối quan hệ. Ngoài ra anh chàng cũng nêu rõ luận điểm về hành động tấn công của dân mạng với trang cá nhân của mình. Tôi phải nói với bạn một điều là bạn vào nhà tôi, bạn xem của tôi và bạn chửi luôn tôi cũng giống hệt như bạn vào nhà, bạn chửi luôn cả chủ nhà vậy. Chính bạn mới là người bất lịch sự. Robert Chen. Thậm chí với những người chỉ trích mình bằng những lời lẽ thô thiển, Robert Chen không ngần quản hốt đáp trả lại. Anh chàng tỏ ra khá coi tầm thường những lời đặc điều của dân mạng và đáp lại loạt phát ngôn thách thức. Nếu bảo tôi là gay thì mang bồ các ông đến đây, bồ các ông sẽ trả lời cho các ông. Còn bồ của các ông xấu quá thì để ở nhà đi hay số lượng tôi gả gái thua xa số lượng gái gả tôi. Về lý do lập kênh YouTube, Robert Chen cho biết vì Facebook đã dị khóa nên lập ra để chia sẻ cùng mọi người bao gồm kẻ yêu lẫn ghét. Và như một YouTuber thực thụ, anh chàng cũng không quên kêu gọi dân mạng search ribe kênh của mình ở cuối clip.